này chứ ha. Nguồn em bị lâu cho em ha. Lâu. Nè, em đang xuất cái gì mà chị thấy da em nó cũng đang bị khô lại nè. Em đang xuất thuốc của gia liễu á. Dạ. Bác sĩ da liễu kêu em đi lấy mụn hả? Hay sao? Em tự động đi. Em tự đi. À, xuất thuốc uống thuốc luôn hả em? Dạ. Mình xuất khoảng được bao lâu vậy? À, tầm 1 tháng. 1 tháng. Mình xuất và uống ha. Dạ. Em ngưng thuốc rồi. Ừ. Dạ. Khóc rồi chị. Đau quá. Cố lên nè. Cái mụn viêm thôi. Hoặc em mụn viêm không? Cố lên. Chị tâm bông ghi nó cho em thêm bớt rồi đó. Nó viêm nó bị tụ máu bên trong á.
Nói nhau là nó đẩy hết cái má tụi ra là nó khô lại là hết luôn. Cực kiên gì không chị? Cái này mụn em nó viêm nhiều ấy, chắc là em phải kiên á. Kiên vài bữa đến khi nó lành ok, chắc ở 4-5 ngày vậy. Nên mụn em toàn mụn viêm mà. Còn hơn bị đấm nữa. Hử? Đau còn hơn bị đấm nữa. Mụn viêm mà thôi chị khó xíu ha, cho hết mụn. Chị có bị đấm lần nào chưa? Chưa. Em ăn này nó hút nha. Còn cục đây phải. Thank you.
Để em đi sắp xong cái rồi. Không mấy cục rồi. Mấy cục này đâu nha. Cháo quá trời. Mấy cái mụn ẩn này nó mới tạo thành ổ viêm trên da em nè. Xử lý sớm là nó không bị